Đó, các bạn thấy bông đậu phộng chưa? Ôi, đã chưa? Mọi người ơi, đây chính là cây đậu phộng mới nhỏ, bạn thấy không? Dưới gốc của nó rất là nhiều củ nè, quay gần luôn. Không. Đó, rất là nhiều củ đậu phộng, bạn thấy không? Đó, đẹp ghê chưa? Đó, bạn thấy không? Là nguyên một vườn luôn nè, đó, một vườn luôn. Bây giờ mình sẽ nhổ tiếp nè. Đây còn ít nữa. Vậy là cuối cùng hai mẹ con mình cũng đã được một rổ đậu phộng thế này các bạn ha. Và bây giờ mình sẽ đem đi rửa và mình luộc cái phần đậu phộng này. Các bạn thấy đậu phộng rất là ngon nè. Hạt to 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 không ha. Tuy lúc sáng nhổ rất là cực nhưng mà mình nhìn thành quả thế này là mình rất vui các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ đem đi rửa thôi để chuẩn bị mình luộc một nồi đậu phộng luộc. Cuối cùng mình cũng đã rửa đậu xong rồi các bạn ha. Các bạn nhớ rửa thật sạch nha, tại vì khi mình luộc đậu á, nước sẽ thấm vào đậu thì nó phải rửa cho sạch một tí. Rồi kế bên đây mình sẽ chuẩn bị một nồi nước nè. Giờ mình cho đậu vào mình luộc luôn các bạn ha. Và để phần đậu mình nó thêm đậm đà hơn một chút thì ở đây mình có hai cái gia vị, đó chính là đường và muối ha. Đường thì giúp cho đậu mình nó ngọt hơn một tí, còn muối thì mình cho nó mặn mà hơn tí các bạn ha. Nói chung các bạn sẽ luộc bình thường thôi, các bạn dùng cũng được rồi ha, nhưng mà ở nhà mình thì hay luộc như thế này thì phần đậu mình khi luộc xong rất là ngon. Khi luộc đậu chúng ta đậy nắp lại cho cái phần đậu chúng ta nó mau mềm các bạn ha. Cũng đơn giản thôi, luộc đậu và chúng ta thêm một ít đường, một muối vào cho cái đậu sẽ đậm đà hơn. Và khi các bạn luộc á, cái phần nước nó sẽ thấm vào trong cái đậu này, nên là nó sẽ ngọt ngọt và đậm đà rất là ngon.